Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe touring cao cấp đến từ thương hiệu của Gian, XKSL1. Đây là một dòng touring cao cấp nhất của dòng XKSL. Vâng, hôm nay là màu đen các bác nhé. Màu đen vạch đỏ đây. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, đây là chiếc Gian XKSL1. Trên của xe dẹp các bác nhé. Đây một mẫu xe touring bán gần như là chạy nhất tại cửa anh em. Những vạch sơn đỏ rất là khỏe, rất là sport đây, thể thao. Màu đen nhám các bác nhé, sơn đen nhám. Với lớp sơn này chỉ nếu mà bị bụi bẩn bám vào các bác thể lau qua là nó hết rồi. Xong rồi phải rửa. Sơn đen nhám rồi bóng. Nhám. Chữ Gian màu xanh nổi trên khung xe đây. Em đánh giá chiếc xe trên 90% về độ mới. Yên hiệu của bác nhé, San Marco. Yên khá là mới. Khung alloy XL, một bộ khung độc quyền của Gian, chúng ta cho bộ khung siêu nhẹ và bền, và đây là SL các bác nhé, nhẹ và bền hơn khung alloy X thông thường. Ghi đồng cổ phốt nguyên bản của Gian, nguyên bản theo xe, vẫn là bộ dây âm sườn cao cấp của chiếc xe này. Đây là xe rất là cao cấp, trang bị bộ dây âm sườn. Càng nhôm nguyên bản của Gian. Và xe được sử dụng bộ phanh dầu thủy lực của Shimano, bộ tay bấm xả của Shimano Alivio. Tay bấm xả bên này bên líp có 9 tầng. Bên đĩa 3 tầng của Shimano Alivio cho xe 27 tốc độ. Tay nắm của Gian. Nguyên zin theo xe. Đây bộ dây của Shimano. Vẫn giữ được tất cả những đồ nguyên zin theo xe. Xuống phía dưới là bộ lốp. Bộ lốp nguyên bản của Gian. Vành nguyên bản của Gian đây. Lốp còn khá là mới các bác nhé. Vâng. Bộ phanh dầu thủy lực của Shimano. Đùi đĩa 3 tầng của Shimano rất là cao cấp. Gạt đĩa của Shimano Alivio. Củ đè của Shimano Alivio. Bộ líp của Shimano các bác. Bộ líp 9 tầng đây. Líp rất là mới. Đùi đĩa 3 tầng của Shimano. Vâng, và xe có chiều cao xay đứng là 47. Của các bác từ 1m6, 1m7 trên khung xe ghi xay S đây. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá hoạt động của xe. Lên lít. Vâng, xuống lít. Vâng, bên đĩa, bộ đùi đĩa 3 tầng của Shimano. Lên đĩa, chuyển động rất tốt các bạn nhé. Vâng, bộ phanh dầu thủy lực Shimano. Vâng, và chiếc xe này là chiếc xe cao cấp nhất của dòng XKSL1. Dòng XKSL
Đấy, kia là một đây. Đây cũng là một mẫu model bán chạy nhất tại cửa hàng em về dòng Touring. Và chiếc xe có giá rất tốt tại cửa hàng em là 9 triệu 3. Miễn phí ship toàn quốc bảo hành 1 năm. Các bạn tâm nhắn tin Zalo 0975 709993 để xem hình ảnh chi tiết nhất của chiếc xe. Lên YouTube theo dõi anh Kiên Xe Đạp và nhấn vào chiếc chuông để được nhận thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp về tại cửa hàng em. Xin chào các bác theo dõi video.